Chờ Lockwood đã lâu nhưng mà các bạn có biết về một sự thật đáng buồn của tất cả NPC cho Lockwood chưa? Và trong video này, mình sẽ tổng hợp lại một số câu chuyện buồn hay có thể nói là một sự thật đáng buồn của mọi NPC cho Lockwood mà có thể bạn chưa biết. Nên là nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, một subscribe. Cũng như là các bạn gửi gắm một chút cái gì đó, sự cảm thông cho những NPC này. Và mình nghĩ là có một số NPC sẽ làm các bạn bất ngờ đấy. NPC ở season 1 trước. NPC mình muốn nói đến đầu tiên đó chính là NPC ở cái đảo Yeti. NPC này sẽ xuất hiện khi các bạn làm chuỗi nhiệm vụ lấy cây Saber. Và về câu chuyện của ông ta thì khá đáng buồn, khi ông ta là cha của một đứa trẻ ở cái đảo Buggy. Và có thể nói là người con của ổng ở đảo Buggy không quan tâm gì đến cha mình, và có thể nói là bỏ mặc cho ông đó ở đó. Tuy nhiên thì ở giữa họ thì vẫn còn một cái gì đó gọi là mối quan tâm. Khi trong nhiệm vụ đó các bạn sẽ thấy là một người sẽ quan tâm người bên kia. Khi trong nhiệm vụ các bạn sẽ thấy là con của ổng sẽ yêu cầu các bạn lấy cái ly nước và lấy nước từ đảo Yeti cho ổng uống. Thì đó cũng là một sự quan tâm của NPC đã bất ghi cho NPC ăn xin ở cái đảo Yeti. Nỗi buồn tiếp theo cũng có thể thấu hiểu, nhưng mà nó cũng không phải là nỗi buồn lắm các bạn. Đó chính là những NPC bán kiếm. Thì đây là những NPC mà các bạn có thể mua kiếm. Họ cũng thay đổi ở tất cả nơi và cũng không cố định chỗ, cũng như không cố định bán gì. Tuy nhiên thì có một NPC sẽ rất giàu do là họ lấy được tiền từ những người chơi do họ buôn bán kiếm. Nhưng mà có một số người cũng chả giàu các bạn, đặc biệt là NPC ở đầu game, khi các bạn có thể mua kiếm katana hoặc là kết lát. Bây giờ thì các bạn đã có rất là nhiều cách kiếm chế quỷ ở level 1 được cho mua Robux, hay là các bạn cày level lên 50 sau đó thì các bạn mua chế quỷ. Tuy nhiên thì những NPC này sẽ gặp bất lợi, và nỗi buồn của NPC này đó chính là không có ai mua kiếm hoặc là rất ít, khiến cho họ có thể là rất nghèo nha. Tiếp theo là NPC bán thuyền cho các bạn, thì ổng cũng giống như là NPC sword dealer thôi các bạn. Bây giờ các bạn sử dụng rất nhiều chế quỷ bay, thậm chí là các bạn có đủ mana, đủ item để các bạn có thể lướt trên bầu trời nè, bay qua từng các đảo nè, nên các bạn chả cần thuyền. Nhưng mà đa số thì các bạn thế, nhưng mà vẫn có một số người vẫn xài thuyền nha, nhưng mà rất ít. Nên có thể nói là NPC này khá nghèo về mặt kinh phí khi nó chả bán được thuyền. Và đặc biệt là có một NPC nó rất là bá đạo, đó chính là NPC Random Devil Fruit. Đây chính là NPC sẽ cho bạn random mỗi 2 tiếng một lần. NPC này phải nói là cực giàu khi người chơi Lockwood ai ai ít nhất cũng một lần random giác quỷ. Tuy nhiên thì nỗi khổ của ổng thì chắc ai cũng cảm nhận được, tại vì ổng đâu lúc nào cho các bạn giác quỷ xịn. Ổng sẽ cho các bạn giác quỷ cực kỳ cùi, nhưng giá trị mà các bạn đổi lấy nó thì nó quá chênh lệch, là có khi là có mấy hàng nó còn xả skill vô ông này nữa các bạn, thì bỏ tức. Và mình nói thật chứ nếu NPC này nó có máu và nó như con boss đó, chắc người chơi hành nó không còn cái gì luôn các bạn. NPC tiếp theo đó chính là NPC bán súng. Thì NPC này mình nghĩ là cũng giống như là NPC bán sword thôi, súng thì rất ít người sử dụng. NPC tiếp theo đó chính là NPC robot mega. Đó chính là NPC sẽ cho các bạn đổi các cấp độ haki. Thì NPC này sẽ chỉnh các cấp độ haki đó các bạn, và người chơi thì không cần chỉnh cũng chả sao. Nên là có một số người còn không biết nữa các bạn. Nên là yeah, có thể là nỗi buồn của ông ta. Nỗi buồn của ông ta đó chính là không được người khác quan tâm. Tiếp theo đó chính là NPC bán chế quỷ mỗi 4 tiếng. Đây là NPC sẽ cho các bạn thấy được chế quỷ nó bán cái gì. Và nỗi buồn của ông ta chính là bị người chơi chửi như là NPC random chế quỷ vậy các bạn. Tại vì ổng bán toàn chế quỷ cùi, và trong khi đó những cái mà nó rất là xịn thì đa số là nó toàn nằm ở khuya, mà giờ đó đâu ai thức đâu bạn. Vậy chết coi hôm qua nó bán gì, thì nó lại bán cháy dragon, cháy báo mà trong lúc đó mình ngủ. Sáng hôm sau nó bán cháy bom, cháy speaker, coi có tức không bạn. NPC tiếp theo liên quan tới lại một cái melee, đó chính là Dark Step Teacher. Và đây là NPC sẽ cho bạn cái Dark Led, nhưng mà đây là NPC được rất là nhiều người sử dụng, đặc biệt là newbie, để lấy cái melee sau cái combat vì nó rẻ và nó cũng khá xịn. Tuy nhiên thì khi các bạn về lâu game á, thì Dark Step có thể nói, có thể đánh giá là một trong những melee nó khá là yếu. Một số người sẽ nhảy cốc luôn, người ta sẽ bỏ Dark Step, người ta kiếm đủ tiền, ta lấy Electric nè, ta lấy Shockman Karate nè, thì người ta sẽ bỏ ông này. Và da yeah, nỗi buồn của thanh niên này là quá cô đơn và không được ai trọng dụng. Ok, NPC tiếp theo là NPC Hassan. Đây là NPC sẽ cho bạn một cái mũ tăng kiếm 10% đam. Nhưng mà NPC này chỉ thích hợp cho những người nào mà họ sử dụng kiếm,
Và các bạn biết là game này là game chết quỷ, người ta sử dụng chết quỷ nhiều hơn. Là có một số người chả lấy luôn, người ta chỉ biết ông này có ở đây, đây là NPC ẩn được giấu, nhưng mà không may đến khiến cho ông này có bán cái gì đi nữa ổng vẫn nghèo. Lockwood Remover, đây là NPC có thể nói là cô đơn nhất cái Lockwood này. Khi không ai sử dụng nó, và có khi là người nào bị nó lừa tưởng là sẽ được vĩnh viễn fruit hay gì đó thì yeah, các bạn sai lầm rồi. Đây chính là nỗi khổ của nó, đó chính là nó rất bị cô đơn các bạn, mà nó còn đặt ở một nơi bí ẩn nữa thì thôi rồi. Đây là NPC cô đơn nhất trong những NPC mà mình từng kể cho các bạn. NPC tiếp theo đó chính là những NPC đổi hải tặc qua hải quân, hải quân qua hải tặc. Thì NPC này thì không có gì để đổi hết các bạn, nhưng mà tuy nhiên có một cái nó đó chính là NPC đổi qua hải quân. Thì đây là NPC nó cũng cô đơn các bạn, nói buồn của tất cả những NPC này đa số là cô đơn các bạn. NPC C1 là thế, nhưng mà những NPC ở C2, C3 thì nó sẽ khác. Ok, và trên đó chính là nỗi buồn của tất cả NPC ở C1. Những NPC này đa số là nó đều có nỗi buồn riêng. Tuy nhiên thì mình cũng cần các bạn phân tích coi NPC nào là có nỗi buồn nhất. Và theo mình đánh giá thì nỗi buồn của NPC Remover là NPC mà có thể đánh giá là nó buồn nhất. Thì trong video mình đã có giải thích, các bạn có ý kiến gì về video này, cũng như là các bạn xem những NPC này mà nếu như các bạn thấy NPC nào mà có nỗi buồn nhất trong nó phút thì các bạn comment nha. Có thể là buồn về nhiều thứ khác nhau, các bạn có thể comment ý kiến của các bạn, mình sẽ xem xét và những bạn khác cũng sẽ xem xét với bạn. Ok, video đến đây thôi, hẹn gặp các bạn ở video sau.